Chào mừng quý vị đến với VBA Action. Trong chương trình tuần này, chúng ta sẽ gặp gỡ Võ Kim Bản và nhìn lại hành trình hoàn thiện bản thân của một trong những nội binh hay nhất VBA. Huấn luyện viên Todd Purves và chuyến bay đặc biệt đến với VBA. Cuộc đua top 4 ngã ngũ mở ra những cuộc đua khác cũng không kém phần cạnh tranh. Đừng chần chờ gì nữa, hãy cùng đến với những diễn biến của VBA tuần qua. Hành trình tìm kiếm chiến thắng đầu tay của Đà Nẵng Dragons vẫn chưa dừng lại. Ngay cả khi thầy trò huấn luyện viên Todd Purves đã nỗ lực hết sức, vận may vẫn ngoảnh mặt lại với đội bóng này. Trong chuyến làm khách trên sân của Cần Thơ Catfish, Dragons đã có lúc tạo ra cách biệt hơn 20 điểm trong hiệp đấu thứ hai. Tuy nhiên, chấn thương bất ngờ của Jermaine Morrow khiến anh phải tới bệnh viện trong quãng thời gian còn lại của trận đấu. Dòng sông Hàm bị lộ ngược dòng và lãng phí trận đấu hay nhất trong sự nghiệp của William Trần. Pick 1 VBA Draft 2021 khiến người ta tạm quên đi một mùa giải đáng thất vọng khi đạt career high 31 điểm, kèm theo đó là hiệu suất dứt điểm lên đến gần 70%. Ở trận đấu kế tiếp với Nha Trang Dolphins, đội bóng sông Hàn thậm chí còn ghi tới 105 điểm và tiệm cận kỷ lục của VBA với tổng cộng 16 tình huống ném xa chính xác. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ khi đội bóng Phú Biển thậm chí còn phá sâu kỷ lục của VBA do chính họ từng tạo ra. Các học trò của huấn luyện viên Petr Klukic làm nên điều vô tình khoáng hậu với 19 cú ném 3 thành công sau 44 lần ra tay. Chung cuộc, Dolphins giành chiến thắng 108-105 để duy trì ưu thế trong cuộc đua tới vị trí thứ 3. Trước đó, Dolphins đã trở thành đội bóng cuối cùng giành tấm vé dự vòng playoff. Dù phải chơi thiếu ngoại binh gần hết hiệp đấu cuối do Robert Sanson dính lỗi thứ 5, Nha Trang vẫn đứng vững để bảo toàn lợi thế đã tạo ra trong những hiệp đấu trước, qua đó giành chiến thắng với cách biệt 10 điểm. Cuộc đọ sức đáng chú ý nhất tuần qua là trận đấu giữa hai đội đầu bảng, Saigon Heat làm khách trên sân của Hà Nội Buffaloes. Sau 40 phút thi đấu giằng co và căng thẳng, châu thủ đô đã vươn lên ở những thời khắc then chốt, qua đó có được chiến thắng xít sao 81-79. Đánh bại Saigon Heat lần thứ hai ở mùa giải năm nay, đội đương kim á quân đã khiến cho ngôi đầu đội chủ, đồng thời nắm quyền tự quyết trong cuộc chạy đua tới ngôi đầu bảng xếp hạng khi có lợi thế về thành tích đối đầu. Ở phía sau, Nha Trang Dolphins chỉ cần thắng thêm một trong hai trận sân nhà còn lại là sẽ nắm chắc vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Saigon Heat nếu như muốn giành ngôi đầu bảng và xa hơn nữa là chức vô địch thứ tư liên tiếp, chắc chắn sẽ cần các cầu thủ của mình chơi với phong độ cao nhất. Trong số những cái tên được kỳ vọng có Võ Kim Bản, một trong những nội binh xuất sắc nhất VBA thời điểm hiện tại. Ở những trận đấu gần đây, Saigon Heat cũng đang gặp những trục trặc nhất định về phong độ, đặc biệt là những trận đấu thiếu vắng Kim Bản. Võ Kim Bản là một trong những best shooter của Việt Nam hiện nay, một trong những nội binh mà có khả năng ném ổn định qua từng mùa giải. Đây là Võ Kim Bản, tiếp tục là cú ném chính xác. Võ Kim Bản đã trở lại, ngay lập tức nhắc tới anh, thì anh lên tiếng, cú thả floater tuyệt hay. Võ Kim Bản ghi điểm rất đa dạng. Lại có khoảng trống cho Kim Bản và lại là một cú ném ba. Để Kim Bản có khoảng trống là một điều thực sự tồi tệ, nhất là khi anh đang hot hand. Việc mình ném vào thường xuyên 3 điểm thì do là mình tập thêm. Khi mà đội tập xong thì mình đều ở lại tập ném thêm tầm 5-10 phút. Và lúc đó là mình chỉ tập trung mình và gỗ thôi, là khả năng ném mình có thể là tốt hơn. Thì mình cũng có một khoảng thời gian là mình ném không vào thì cũng có nhiều người là chê trách và nói, nhưng mà mình không có để ý điều đó, mình chỉ tập trung vô và thi đấu. Rồi thì điều mình cần phát huy hơn trong thi đấu đó chính là kỹ năng nhồi bóng và phòng thủ. Thì nếu như mình làm được hai cái đó nữa thì mình có thể tốt hơn. Võ Kim Bản là một phần rất quan trọng trong đội bóng của chúng tôi. Cậu ấy là một tay ném thực thụ, đó là điều mọi người đều biết. Kim Bản đang ném với tỷ lệ rất cao trong mùa giải này, một trong những người ném tốt nhất VBA. Khả năng ra quyết định của cậu ấy đang được cải thiện và khả năng phòng thủ của Kim Bản đã tốt hơn rất nhiều trong 2 đến 3 năm qua. Kim Bản cũng là một chàng trai tuyệt vời. Cậu ấy là một trong những cầu thủ yêu thích của tôi. Kim Bản vui tính, yêu thích bóng rổ. Chỉ riêng sự hiện diện của cậu ấy đã mang lại thêm niềm vui cho các buổi tập. Trong các năm mà mình thi đấu VBA thì mình nghĩ là mùa này là mình cảm thấy mình thi đấu và chững chạc và thích nhất. Thì mình nghĩ VBA mùa này mình đang thi đấu rất là ổn định nhất trong các mùa, thì mình sẽ cố gắng tiếp tục và phát huy điều đó để giúp cho đội bóng Saigon Heat 4 lần vô địch. Cái số phút thi đấu của Kim Bản không hẳn là quá nhiều, tuy nhiên những lần Kim Bản vào sân
đó là những lần đem đến những cái cơ hội ghi điểm cho Sài Hit thông qua những quả ném bài của mình cũng như là khả năng phòng ngự xuất sắc của Kim Bản. Sự tiến bộ của Võ Kim Bản không chỉ được thể hiện trong màu áo Sài Gòn Hit mà còn thông qua những lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Ở trong đội tuyển quốc gia thì Kim Bản luôn là một mẫu cầu thủ rất là nhiệt huyết khi vào sân và cái tính chiến đấu rất là cao. Khi vào sân thì bất kể trận đấu đó là một trận đấu tập, một trận đấu giao hữu hay là một trận đấu thi đấu chính thức thì Kim Bản vẫn là cầu thủ mang đến năng lượng tích cực. Khi mà lên cấp độ đội tuyển quốc gia thì tất cả anh em mọi người đều là cầu thủ, những cầu thủ hay nhất thì Bản cũng rất là vinh dự khi được tập hợp lên đội tuyển quốc gia và thi đấu thì cũng may mắn là anh em đã có những huy chương giúp cho nước nhà. Cái huy chương mà mình nhớ nhất là huy chương bạc ở SEA Games 31. Tại vì lúc đó là mình cũng được tập luyện trên đội tuyển 33 nhưng mà mình khúc sau thì mình không được chọn. Và mấy anh em đi hết, mình ở nhà thì nghe tin là có một số trục trặc ở trong đội tuyển thì mình được bổ sung ở phút chót thì mình rất là vui và cố gắng thể hiện và cống hiến hết sức mình và mình đã làm được. Người đồng đội của Võ Kim Bản là Anthony Sundberg sẽ không thể gắn bó cùng nhà đương kim vô địch trong phần còn lại của mùa giải vì những kế hoạch cá nhân tại Thụy Điển. Trước khi rời Việt Nam, cầu thủ trẻ này đã gửi lời chào tới những người hâm mộ của ông 30. Hãy cùng đến với một sản phẩm do đội ngũ truyền thông của Sài Gòn Hit thực hiện. So this season, I thought it was a great season so far. Potential for another championship. I just felt like I could have played a lot better season. Even though I played little minutes, I could have contributed more. I think everyone knows that. Make sure he's taking the second option. Then we take away that one more pass, we're not giving that up. TH on you. 103, 1-2-3, win! It wasn't a good year for me this year, but last game against the Catfish, I feel excited. I heard I'm in the starting five, so it's a new experience. Decided I had to finish, but the media called me a menace. I just sat with the mayor and politicians. I'm trying to change the image. I mean, I love playing for the Heat. I'd love to finish the season with the second Heat. I love the coaching staff. I love all the players, but I got to do what's best for me. That happens to the best of us, so we just gotta keep going. I sat with the mayor and politicians. I'm trying to change the image. You can't blame my past no more. I come from the trenches. Some said I'd never be a superstar, but I know I'm different. I feel like my team is one of the best teams that we formed the whole VBA. KB, he's the best import to ever play in the VBA, man. I've never seen nothing like him before. And you already know Vokin Bang and Phu Vinh, two best locals in the country. And Tony Hoang, best guard in the country. We got the best team ever formed. There's no excuse to not win a championship. These are a great group of guys, you know, from Coach DG, Coach Matt, all the players, you know, it's like a family. It's not even a team, we family, so I wish them nothing but success. Sagan Heat fans, thank you for always supporting us. We appreciate it very much, and with your support, we're gonna bring a trip for you guys. Down.
What's up, Heat Nation? This is Anthony Sundberg. Last game of the season coming up. This ain't a goodbye, but it's see you again soon. Đà Nẵng Dragons đang trải qua một mùa giải vô cùng khó khăn ngay từ khâu tìm kiếm thuyền trưởng. Họ chỉ có thể mời được huấn luyện viên Todd Purvis ít ngày trước khi mùa giải khởi tranh. Dẫu biết khó khăn sẽ bủa vây, nhưng chiến lược gia người Mỹ vẫn chấp nhận đối diện với thách thức. I got the call when I was in Vietnam in the airplane on the tarmac ready to take off back to California. So when I received the phone call, it was probably one hour too late that I could not get off the plane. So they just told me, call us when you land. So I called them when I land, and then they say, can you come take over the head coach of the Da Nang Dragons? And then I begged the team, give me 48 hours before I fly back, say hello to my family, and then I turned around and flew right back. Then when coming back, we have a very short amount of time. I think we only had 3 or 4 practices until we leave. And so I flew back and then right into 2 practices per day and interviews in between. So it was a busy time when I got back. So it took a little time to adjust. In fact, on the first practice, I told the guys it was Monday, but it was Tuesday. So I didn't even know what day it was. That's how confused I was over the flights. They had to tell me it wasn't Monday. Sau những chuỗi trận đã qua, quả thực tâm lý của huấn luyện viên Todd Purvis cùng Đà Nẵng Dragons đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Thật khó để họ có thể giữ bình tĩnh và có thể thoải mái khi đã trải qua 384 ngày không biết thắng tại VBA. Có vẻ như vừa rồi đã có lỗi kỹ thuật thổi dành cho vị trí lực gia của Đà Nẵng Dragons. Và đây là hình ảnh huấn luyện viên Todd Purvis đã đi ra khỏi nhà thi đấu và có vẻ như ông đã một lần nữa bị truất quyền chỉ đạo. I made that very clear at the beginning of the season that we weren't going to feel great because we won on the scoreboard and feel bad because we lost, because that's not the type of team that was built before I got here. It was a team that was going to be in training, a team that was going to be a developmental team for a lot of young players. When you're playing guys, you know, that age and that level of experience, you're not going to end up winning on the scoreboard. But those guys are getting invaluable experience, and you'll hear some of these names 2 or 3 years from now when they're putting in real work and they're stacking up wins. Then we'll remember, and they'll remember what it was like to start like this. Even though we've had this losing streak, we haven't cracked at all. In our locker room, there is no arguing, there is no finger pointing, there is nothing but a mentality of we'll get better tomorrow. The fact that every day I show up for work and I think, well, we've lost whatever, 13 or 14 or 15, that it's going to let guys affect their psyche. And every day I show up to practice and I'm ready to go, so are the players. The guys are there ahead of time. They're there shooting. They're there joking around and trying to get better. But it's been inspiring to me because we're not in a playoff hunt. And this will be my first losing season as a head coach. This will be the first time I don't go to the playoffs. And I knew that when I accepted the job. But at the same time, the way these men have come and prepared on a daily basis, knowing we probably didn't have a chance to win on the scoreboard, has been an inspiration. And their work ethic and their commitment to it is going to show in the future. This year's tough. It's tough. It's tough for the fans, tough for the ownership while you're building it. But these are the pains you go through if you want something that's going to be sustainable. Team that wins 0 games, fans will remember that. That'll be part of my story. But they'll also remember how you come back from that. And that's going to be the next chapter of the story. Won't be failure. It will be how do you start from the beginning and build a real champion. This would not be the first time I've done that. I'd love to return to Da Nang and take this team straight to the playoffs next year. That takes a lot of off-season work, and that's something we'll have to discuss for the future. Thời lượng dành cho VBA Action đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.